Rồi vô đi. Xếp tên lại đầu họa là phải reset game lại em à. Rồi mới vô với lại quảng cáo lại nữa nha. Anh xin thử nha em. Đây. Anh sẽ xin thử. Anh em mà mới vô cho mình xin một follow, một chia like, một chia sẻ nha. Một bi đây à, ok bột. Đây, tiếp tục. Ủa giờ đi đâu? À khúc này phải load vô game. Đây rồi. Đây là nhân vật mình mấy em. Giờ nhiệm vụ của mình là qua bên kia. Anh em xem có bị giật lắc gì không? Hai em. Ok, đây 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 đây. Đây là quen game cái. Khóa mở rồi. Ok, chỉnh nha. Anh em mà không mua bàn phím, chuột tai nghe là tai nghe không dây thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha. Cảm ơn em nhiều. Đây rồi. Chạy tự do. Đây. Còn cái nào nữa? Em này giống như bắt cua vậy em à. Còn cái nào nữa? Anh em xem mét không anh em? Xem có ok không? Đồ họa ok không? Mày nói nhiều nè. The sanitary inspector. This man is dead. You're the dead man. Run along home. Get you out of bed. Một thằng phải em đòn. Đủ gì mà đám em. Cảm ơn muốn chờ nó follow mình nha. Anh em nào không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng nha anh em. Cảm ơn em nhiều. Đi đi đi. Ferris, I'm coming. Ferris, ta tới đây. Khoan, để cho cái con chuột nó hơi nhanh một tí thôi. Vì chỉnh chuột, tốc độ chuột. Ok. Time to head for higher ground. Ok em. Ok Long nha. Hello anh em mới vô nha. Nhảy tự do. À mấy này mày nó phát hiện mình này.
Game này chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, cần chi nhiều. Đi ngang mà chọn cái thôi. Ok em. Chúng ta lướt qua đời nhau như một cơn gió anh em à. Anh em nào không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em nhiều. À ok em, ok em. Có hơi của nè mẹ em. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Vô, 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 vô. Tiếp tục. Bố lão, bố lão. Giờ đi đâu? Hướng này, hướng này, hướng này. Chết đi. Ố lão. Bẻ bài, bẻ bài mày luôn. Đi với người. Trong giỏ hàng có bàn phím chuột tay nghe với anh em. Anh em có mua thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha. Bấm vô phim vậy à. Chứ sao nữa. Này như một bộ phim mà. À qua bên kia. Hello Thịnh, hello em. À cửa này mở không được. Hello Thịnh nha. Thịnh máy ảnh hả? Ấn xe để ngồi à? À ok ok em. Xe là lén lút đúng không? Anh em mà không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. À em thấy ông này nè. The factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes sir. Mình cần phải ám sát cái ông đó anh em à. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Chết mì. Thằng nào nữa?
Một thằng, hai thằng. Em đâm gì vậy anh ạ? À? Anh xin sự rít nha em. Thôi của cái có gì không? Bảo vệ, bảo vệ hả mày? Đây thì bảo vệ hả? Ơ kìa, sao không ám sát? Mấy mày thấy giết người mà nó như không nhờ? Đây rồi, bấm từ từ ok em nha. Anh em mà không mua bàn phím, chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh nha, cảm ơn nhiều. Ok, quay lại thôi. Cảm ơn Nghĩa, cảm ơn em. Bà kia bà. Đâu rồi, cảm ơn Nghĩa nhiều, cảm ơn em. Cái này là lúc nào mày hồi máu vậy? What did you accomplish? Boy, a bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. Chạy là nó đánh vào, ok Long nha. Là gì không chơi với anh nữa? Anh em mà hú mua bàn phím, dù tay nghe lại, tay nghe không dây thì bấm vô giỏ hàng nha anh em. And we'll run a thousand more. Đó làm sát thủ. It is the very city itself. Nâng cấp về sao mua đồ hồi máu à? Ok Long. From Croydon. You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Chip game. Đây rồi. Xong rồi, quay về đến cuộc sống hàng ngày thôi. Máu hình như là nó đi từ từ đó hồi anh em. Ừ, nó đang hồi kìa. Cảm ơn Nghĩa nhiều, cảm ơn em. À, núp E để nhảy tự do. Không rồi, thôi giao tranh là nó tự hồi máu. Thôi của. Đây đây. Sao vậy, làm gì không chơi với anh? Ok. Cảm ơn tôi rồi. Hello dâu, cảm ơn dâu nhiều. Cảm ơn dâu nha. Hello dâu. Anh em nào không mua bàn phím, chủ tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh nha. Bossy à. Thôi đừng có bossy. Đúng rồi em ơi. Ok lâu nha. Thằng khúc này nó không có ám sát nữa chứ. Hello dâu, game này game sinh bầu mà không em ơi, game này game cốt truyện. Game này game sát thủ.
Ờ, leo xuống. Em đang có nhiệm vụ để làm nha em. Không. Tí nữa thì chết mà. Ok ghẻ nha, thôi. Có gì đâu mà không chơi, không biết nữa, anh em mình không à. Chùm nho nhỏ thôi à. À. Maybe next time I'll walk. Có mua bàn phím, chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng nha anh em. Cảm ơn em nhiều. Tiếp tục. Cảm ơn Nghĩa nhiều, anh cảm ơn em. Thôi, đừng có giận anh mà. Có gì đâu mà giận. Ủa trên màn hình nó hiện cái gì vậy ta? À hết rồi. Hello Nhật Quang nhé. Assassin's Creed đây Nhật Quang ơi. Bruce's laboratory. This is where the piece of Eden will be located. Hello em. Anh like lâu chưa anh like được nửa tiếng rồi. Did a couple of locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Bruce? Khu này là mình nhập vai vô khu nhỏ con gái gì nè. Có khẩu trang, bàn phím, chuột, tai nghe ở trong giỏ hàng ấy anh em. Anh em là mua mua bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh nha. Anh cảm ơn nhiều. Mà phải yêu quý anh thì cho anh xin một bông hoa nhé. Anh cảm ơn. À, đây là phía sau này. Time to deploy the diversion. Ok. Phía sau vụ nó tới. À, ném dao. Chết đi. À, ngắm vào đầu à. Em lâu quá không có like của anh, ok em nha. Giờ coi nè. Ê, bỏ xuống. Thôi của, thôi của. Cảm ơn Phạm Ngân đã follow mình nha. Nhục sáng xuống. Mọi người kêu follow mình nha. Anh em mà chưa bấm follow cho mình xin follow nha em. Có mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng nha. Cảm ơn nhiều. Lên. Hello boys. Em còn nhớ em không à? Hình như là lúc trước em có coi em mấy lần đúng không? Anh em Nghĩa ơi, sao thế? Cảm ơn Long nha. Ok, sao bây giờ mới follow nhau nhờ. Long ơi. Cái đầu mày. Cái nhỏ mày đánh bằng gậy à. Chết đi con. Nhìn giá Assassin là đúng rồi, mày Assassin mà. Mày Assassin mà em. Mở. Không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh nha. Em cảm ơn nhiều.
smells like Jacob's cooking. Tháo ra. That should keep you busy. À, ô phê long nhá. Anh chơi game chiều ma đi à? Chơi ma buổi tối đó em ơi. Anh chơi ban ngày, anh chơi game khác. Hello Minh Nguyễn, hello em. Thôi đừng có bài mà. Em bên em cũng mạnh đến follow mình. Em là chưa follow, bấm follow nha em ơi. Có mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giới hàng nha. Em chơi Roblox và ok em. Tới anh này cũng 9:30 luôn em ơi. Tới em cũng like 9:30 luôn nha. Hút mày đông thế nhờ. Ây da, có mày đông thế. Chạy được không? Chạy quay lại được không? Chạy cũng được đúng không? À, cần gì kêu hết tụi đó hả? Ok em, ok em, ok em. Anh tưởng đâu là phải kêu. Rồi đó đi kiếm mình nha. À đóng vậy? Phát hiện rồi trốn em ơi. Không máy cao à? Lên cao ha, lên nóc nhà. Có thằng đứng trái nó cao quá được. Rồi thử nó. Thử nó luôn. Ok em. Nấp. Anh đừng vào sâu quá hả? À. À đường mẹ là vô sâu rồi đó hả? Chết mẹ. Em nhầm đường rồi. Anh em mà không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng của mọi nha. Em cảm ơn nhiều. Hello buồn thế anh, hello em. Ừ đóng thằng luôn em ơi. Các bạn đi kiếm mình rồi. Rồi, đỡ rồi đó. Trốn. Có cái máy nước à? Máy nước để làm gì em? Anh trốn. Anh em mà không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng nha. Hello mê lắp ghép, hello em. Trốn mình em ơi. Mình trốn mà được rồi đúng không? Nó phóng xuống kìa. À mình có thể ám sát ở trong đây luôn hả? Hello chim trần, hello em. Dấu chấm xanh nè. Có thể ám sát từ trong kia luôn không? Quảng cáo chứ. Giờ không quảng cáo lấy gì kiếm tiền em. Không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh nha. Cảm ơn nhiều. Giờ đi hướng nào ta? À đằng kia. Em đang vô sâu à? Ok em. Vô thấy là không mua ủng hộ anh nữa. Mua hàng nhớ lấy voucher nha em. Em rảnh bấm vô màn hình like cho mình đi. Có 300 like thế nhờ. Em đây có người không?
Cái này không có người. À ừ, thứ 6 nhờ. Thứ 6 giữ tình thằng ra. Một thằng. Thế luôn thất sát nha. Có gì em mà hỏi Long trả lời giùm anh nha Long ơi. Hello Đỗ Lâm. Anh em nào không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giới hàng ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều. Phóng vô tùm lum, mình phóng vô đầu đó mà. Thấy chưa? Người ta phóng chuẩn như vậy mà khi phóng tùm lum. Phá mục tiêu là chỉ được cái gì. Đâu có gì đâu. Hai cây dao. Đây rồi. Lên đây hả anh em. Đến điểm quan sát. Đây rồi. Anh em có mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều. Mình sẽ chơi theo từng phần nha anh em. Permit me to remind you of your obligation to the order. Chơi đầm bít à? Hay bị mấy châu quá chị? Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Mấy châu quá thì mình phải chơi theo kiểu đầm bít chứ. I was merely promised to tour of the premises, my lords. Hello anh em mới vô, anh em nào chưa follow cho mình xin follow nha. Có mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bé Chu. Rảnh thì cho anh xin thêm nha em. But no deviations from the mission. Assassin's Creed nha anh em. Đây rồi. Các sát thủ mạnh mẽ hơn khi xâm nhập vào các khu vực nguy hiểm từ vị trí trên cao. À, chữ V à, trên cao là nhìn chữ V nhé. À ok ok ok. Ở lâu đài cũng có à. Ám sát nha em. Bỏ chế độ ám sát nha. Đi từ từ vô. Chết hết đi. Anh em mà mới vô cho mình xin follow nha anh em. Không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giỏ hàng nha. Cảm ơn em nhiều. Một thằng. Cảm ơn Seven, cảm ơn Long, cảm ơn Huy, Harry, Trần. Cảm ơn mấy bạn follow mình nha.
Chỗ này đông vậy? À đù 2, 4, 6 thằng. Em Duy Ngô follow mình nha. 6 thằng là em à. Phải kiếm đường nào khác đi rồi. Mày đông quá. Ừ nhờ vụ ra nhờ. Hello Duy Ngô, hello Duy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó nghe mình kìa. Nó nghe mình, nó leo lên kìa. Leo lên mè, leo lên mè thì leo lên mè. Sao lưng có đường đi hả? Ok em. Rồi cái gì? Một thằng Shadowman hả? Hai thằng, ba thằng. Nhanh gọn lẹ, không nói nhiều. Anh em nào không mua bàn phím chuột phải nghe bấm vô giới hàng anh em ơi. Nói nhiều với tụi mày làm gì, giết hết. Perhaps I can aid this interrogation. Giờ có thể lấy súng của tụi nó hả? À ok ok, à không, có thể giết tụi nó hả? Chưa có súng à, có mày chưa có súng nhỉ? Đây có một thằng này. Một thằng. Ok bé Chu ơi, vậy được rồi em. Anh cảm ơn nhiều. Bé nào biết chuyện á? Vậy được rồi em, cảm ơn nhiều nha. Rồi cứu được thằng đó rồi. Hello Kim Bình. Giờ mẹ cũng thấy chơi à? Ơ kìa, sáng mới like mà. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me. Có khẩu trang, bàn phím, dùng tai nghe trong giỏ hàng nha em. Cảm ơn em nhiều. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Thank you. Now, untie me. You got yourself in. I trust you can get yourself. Chiều cũng lai à? Không, lai buổi sáng thôi. Buổi sáng với buổi tối thôi. Không có lai buổi trưa. Charming. Assassin's Creed em ơi. Ủa sao rồi? Thằng kia đâu rồi? Thằng kia cũng sát thủ à? Thằng kia cũng sát thủ hả em? Nói giống mình vậy đó, nó là đồng minh mình mà. À thằng kia, ủa quay lại mất tiêu rồi. Bữa kia nó cũng đi nhận nhiệm vụ với mình á. Hèn chi. Có gì đâu, hèn chi đó cũng là một thằng cũng như theo mất kết VR giống mình đi nhận giai sát thủ. Nó là gì vụ mình. Đúng rồi, chiều biểu cực like mà. Cả đóng đồng bọn luôn à? À nhiều người lắm chứ không phải mình nên đâu. Đi thôi. Nhìn vậy thôi chứ đồng minh mình nhóc đây chứ lên. Tại nó đi làm nhiệm vụ khác nhau nên... Ủa gì đây? Chị hai. À tự nhiên bữa này có thấy à, đi. Hello Bỉ Hàng, Bỉ Trúc, hello em. Ừ. Bắt cua theo nè, bắt cua theo. Bắt luôn theo tao này. Làm gì nữa tao? Ok em nha. Ủa
Ủa, tụi mày chơi không? Ây da, đông quá. Chạy. Ê. Chạy. Ok, nó bay lên bay xuống đi. Đi xuống coi. Đu hoài. Mission em ơi. Từ từ em hồi máu ra mình đã vô. Để cho hồi máu cái. Giờ đi mà gặp cái thằng nào mà cũng mặc cái áo giống mình là nó. Em gồ game này ok Dương. Nó cũng là mình, bạn gồ mình đó nè. Để hồi máu cái thả vô em nè. Có bàn phím chuột phải nghe trong gió hàng nha em. Cảm ơn em nhiều. Got it. Ủa? Mình giết thằng mày đúng rồi hả? Level 56 à, ghê vậy. Không được em ơi, em này chơi một mình thôi, không có chơi chung nha. Tụi mày hồi nãy tụi mày là ai? Tụi mày kiếm ai? Nghe nói là tụi mày kiếm tao. Bố láo. Chết đi. Tư thế gì mà tư thế lỏ. Chết đi. Không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giới hàng nha em ơi. Bơm em nhiều. Còn có dư trà đá muối tiêu thì tặng cho mình nha. Cảm ơn em. Đâu? Vô đây được không? Chết đi. Hello SHO nha. Lối vào. Đây rồi, vô. Ủa chỗ này đường biên ở dưới được mà. Chết đi. Nhiều chuyện. Chắc ở bên kia anh em à. Trốn. Gì vậy? Ơ kìa. Ta thấy đỏ rồi không bay xuống. Found her.
Từ từ anh em à. Nó cầm súng kìa. Từ từ thôi, gấp thế, đông vậy. Ôi súng quá, súng nhiều súng quá. Có gì vậy? Sao không phóng lên? Đường đây mới đúng anh em à. Mới chơi là điều khiển phím mà chưa quen game em thông cảm nha. Ôi nó qua khiến mình kìa. Chết đi. Lối vào hầm bí mật ở chỗ này hả? À đi xuống đây. Ủa đây có gì đâu? Hàng treo. À hàng mấy cái hàng bị treo ở trên hả? Ủa đường này đi đường nào chạy? Có đường chui trên này không? Lên. Ủa nó hiện bên kia mà. Sao mình qua bên kia chả thấy gì vậy? Anh em đâu hết rồi, anh em không có chat gì chân gì anh em. Tập trung xem hết. Thu hàm người bấm bê hả? Ha
nha, bắn súng, bắn súng, bắn súng, bắn súng. Chết đi, khốn kiếp. Chốt. Đâu có gì đâu, dưới đây đâu có gì đâu. Thấy không? Như vậy đâu có gì đâu. Có cho mày đi mày máu nhờ. Có khẩu trang bàn phím chuột tay nghe trong gió hàng nha em. Cảm ơn em. Đi 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 đi. Hello Tài, hello em. There you are. The entrance to Bruce's lab. Mẹ chơi game khác rồi em ơi. Mẹ chơi game hành động nha. À, trong này nè. Chứ không phải là chỗ kia nha. Hello Nhi. Kìa. Đúng là một cặp có khác nhờ. Người này xuất hiện sẽ thấy người kia. Hello Đo nha. Hello Thủy. Hello em. Qua lại nhiệm vụ nào? Đã nhận được 3 điểm kỹ năng. Thu nhập điểm. À, mình có thể nâng cấp kỹ năng anh em. Chiến đấu lén lút hệ sinh thái. Giờ mình đang lén lút anh em nhờ. Hai kẻ địch cùng lúc này. Game này game Assassin's Creed em ơi. Được mấy điểm? Ồ, 2 điểm à. À, mấy cái này để nâng cấp nguyên liệu. Cái này là gì? Giết liên hoàn hả? À, giết xong cướp luôn. Được, 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 cái này được nè. Giết xong cướp luôn rồi mình đã tốn thời gian anh em à. Tăng máu của bạn lên một bậc. Được nè, được, được, được. Rồi, rồi, ok. Giết hai thằng cùng một lúc nè. Em khác rồi. Ok. Hello anh em mới vô. Anh em nào không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng nha. Cảm ơn em nhiều. Ok Thủy nha. Tối nay thì để coi nè.
No, he can't. So do the blow. Wonder who she's hiding from. Ủa? Hello quý. Assassin's Creed đây em. Mình tiếp tục nào. Ủa phải đi đường này không? Hello Nhi. Hình như là đúng rồi đấy. Bây giờ. Hello quả, cảm ơn quả nha. Cảm ơn quả nhiều. Qua đây. Lên. Loại nước mà không ướt đồ nha. Đây rồi. Of Eden. Increase the electricity. Have it become unstable, sir? You heard what Miss Thorne said. We need results now. Hello, Yi. Hello, em. Hello, Chim Trần. Đây rồi. Ám sát tiến sĩ từ trên cao tìm đường đi anh em ơi. Mình sẽ ám sát ông này từ trên cao. Một thằng Lô Thiện, hello em. Lô Thiện nha. Xong. It is time to lay down your head, Sir David Bruce. Cảm ơn Thiện nhiều. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not.
God will protect me. I will continue your experiment. Có bàn phím chuột tai nghe trong giới hàng em. Cảm ơn em nhiều. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that. Mẹ mình làm hả thiện? We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Không anh à, ok em. Anh em mà có like ảnh bấm vô màn hình chia sẻ video cho mình nhé. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Thiện. I have to get out of here now. Chạy. Lại à, lại à. Leo, chạy. Ây da, ây da. Mau 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 mau. Go 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 go. That was far too close. Chém nữa thì ngủm anh em à. I must find a way out. À. Chỗ này, chỗ này, chỗ này. Hello anh Trung nhá. Ý gì kìa. Hello anh Matt. Hello anh Trung. Hello anh em mới vô. Anh em mình chung follow, bấm follow nha anh em ơi. Cảm ơn Phạm Phú Duy TV đã follow mình nha. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. À, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Kế hoạch giảng đơn. Cảm ơn Nhi nhiều, cảm ơn em. Anh em đang xem cho mình xin follow nha anh em ơi. Ô wow, ơ kìa, ghê 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 ghê. Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Anh em mà không mua khẩu trang bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô giới hàng ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn nhiều. There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all a successful mission in spite of you two. How what about I? London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, a gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London, London đang chờ được giải phóng. Forget Crawley. Ok, mày lắp ghép. Hello Thiện. You could continue. Ở trong giỏ hàng có bàn phím, chuột phải nghe là tay cầm đó anh em. Anh em nào có nhu cầu thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ em nha. You know, Jacob Fry. Hôm qua anh tử hành quá mà. Thế không cho ngủ mà. Hôm nay anh tấn đầu tiêu rồi biết. Thế anh Tấn không có đi câu cá rồi, giờ anh Tấn đi đâu rồi, anh Tấn chơi game hay rồi. I know, I know. You've only had a taste
có Lego 12. 12 cái gì? CHB là cái gì em? Không. MPM thì CM thôi chứ CHB. Game em thích à? Hello Kai. Lego khung hoàng đạo à, anh đùng. Từ khi nào chơi Lego khung hoàng đạo vậy? Hello Kai. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Em lại giống Kai vậy đó, mấy khung hoàng đạo rồi, đúng không? Super. Always a pleasure. Anh nhắc cung hoàng đạo mới nhớ. Hình như lúc đợt trước là kêu cây nó kêu anh lựa đồ cung hoàng đạo cho nó. Xong rồi nó không mua. Khó không à, cái đó phải để anh kiếm đã. Anh có người yêu rồi, anh cung gì vậy, anh cung song ngư nhá. Move it. Bùm. Khó hả ba đồ. Chuột lõi đây. All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Anh biết mới khung hoàng đạo không em ơi? Lives are now clearly on the line. Good luck. Mới có người yêu là càng phải rửa gấp đôi. Phạt. Lần trước kêu anh người ta kiếm đã rồi, không có mua. Giận. Nên không có nhớ hả? Tự phạt bản thân đi, cảm thấy có lỗi với bao với anh thì tự phạt đi, làm gì cho coi được thì làm. Tự nhiên muốn ăn kem bên Chia Linh quá hay là Bạch Dương rớt em là thử nữ à? Ok, may lắp ghép nha, nghiên cứu phết nha. Oi, watch it. Hey, come back here, you filthy dipper! Đi rồi, giờ đi đâu? Đuổi theo, à, giờ đuổi theo thằng kia. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày nghĩ mày chạy thoát tao? Mày nghĩ mày có thể chạy thoát tao? Em bị kiếm cha nam mà ra vậy. Mày nghĩ mày thoát khỏi tao à? Giết bọn con đồ. Bố lão. Hello Phú Di nha. Assassin's Creed em ơi. Tiếng gì vậy? Tiếng này gì là tiếng gì em? Tiếng Việt Nam nè, nghe mày tiếng Việt Nam mà. Gì quay quay vòng vòng mày quay ấy. Not since we were two. Tiếng ồn ồn mà. À tiếng máy tàu ấy. Anh mới gần xong mà. Tàu chạy ấy. Anh mới gần xong mà tàu mới chạy em. Chiếc xà lan hay phà ghe thôi. Where is Mr. Green Shop? Xong mới nhớ quê à. Ok anh em nào không mua bàn phím chuột tai nghe thì bấm vô gió hàng ủng hộ mình nha, cảm ơn em nhiều. Còn yêu quý mình thì cho mình thêm một bông hoa nhé, mình cảm ơn.
2 decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. I was sorry to learn about your father's passing. Thank you. What can you tell us about Crawford Starrick? I suppose the Council desires news. London must be freed to provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the Council saw reason and sent you to aid us. Yes. Yeah. Thank goodness. Unfortunately, I am... Được chưa anh trai? Được cái gì nhỉ? Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure em vừa làm cái gì in the Western đó? World. Every class, every borough, the gangs, the industries... Em vừa làm cái gì đó? Extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Em vừa làm gì em phải nói cho em biết chứ. Fear. Well, I have uniforms. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. Anh mày mày lắp ghép rồi. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the Oakbrook Tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves. Được chưa là sao? Rooks. Em đang làm gì? Em mới làm gì đó? Have you got a better plan? Find the piece of Eden. Oh, well, let me show you the lay of the land. Shall we? This is the highest point in Whitechapel. Em biết tên em không mà. Không, quên rồi. Em vừa làm gì đó? The best way to see any landscape is from above. Mã 89 em mua 2 cái màu xanh. 89 là cái gì vậy? Mua hàng à? Em like lúc 9 rưỡi em ơi. The best way to see any landscape is from above. Mã 89 để em coi ơi. 9 giờ rưỡi em like nha em. Anh chết đi. Em mua gì vậy? Đây rồi. Chỗ mà mấy anh em thích đúng cho em này. Chỗ mà mấy anh em thích quay video này. Đúng không Long ơi? Video là chỗ mấy anh em thích đúng cho em ở trên top top này. Look at what Starrick has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. 89 à. Despite regulations. Mà 89 là cái gì ta? A gang known as the Blighters overruns. Đúng rồi, cái này mới vô thì hơi chưa có nhìn mình thuận mắt ấy, nhưng mà từ từ á nhìn ok đẹp lắm. We need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. I'm my Rooks. Miss Fry, your passion is inspiring. Em mua bánh tráng hơi xương hả cây? Let us return to my shop and I can bring you up to date on the rest. Mã 89 là cái gì ta? Mã 89. Mua 2 cái. Bàn phím hả? Hồi nãy em nào mới hỏi em hỏi bàn phím hả? Mấy lắp ghép rồi. Bì theo. Nhảy. Đây đúng cho em này. Bùm. Cái chiều đó anh em nhảy cao cỡ nào cũng không chết được chứ. Anh ơi chưa em ơi em chưa ăn cơm. Cái trò nhảy đó là nhảy cao tới chừng nào cũng không. Tại có cái này ở dưới đây nè. Ờ, đâu chết rồi đó. Cốt mỹ mỹ trên trời luôn. Anh thấy chưa? Anh thấy rồi. Cảm ơn em nha. Anh bê tăng theo như đây. Cảm ơn em nhiều. Nhiều, 8 tiếng nữa hả? Only Whitechapel's clinkers remain intact, but they're no match for the blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? Đủ chọn lõi chưa? Cũng tạm tạm đấy. Evie, they're ready to fight and oppose the blighters. This is my chance to step in. Look out, London. Here come the rooks. Cũng tạm tạm đó.
Mà mẹ có lấy vô chờ không? Mẹ mày lắp ghép hỏi bàn phím đúng không em? Hình như là có mã vô ghi ship ấy. Em mua hai cái là hình như có ghi ship với lại giảm giá luôn ấy. Confound this city, no one looks where they're going. Yes, I've noticed that. Bloody Drood, I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Anh em và bạn xem mà ghé lại cho mình xin một follow nhé. Có nhu cầu mua bàn phím hay là chuột tai nghe không dây thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đi nào. Có súng kìa. Mày có súng rồi. Thế Lâm Phan Hà đang follow mình nha. Có súng rồi anh em ơi. Đốp lái. À lái xe ngựa. Gì vậy? Lái à. Thanh niên lê lê với gái à. Tông xe. Tông xe. Rồi làm sao ạ? Chém đường. Có mày làm gì nhờ? Bắn súng làm sao? Sao lôi bạn? Không nào bắn súng. Mày chết mày đi. Hello bạn ha, hello em. Đừng chạy hả? Cảm ơn Nam Phương nhiều. À, xong rồi, xong rồi. You're relentless. That relentlessness will see me become master when we finish this. George would do nothing of the sort. À, nó chết rồi, nó chết rồi. The decree would perish under your control. Harsh words, dear sister. Chém đường, chém đường, chém đường. Lại hay quá, đường chứ sao nữa. Don't tell me you fancy the bloke. À, Assassin's Creed nha Nam ơi. Nam khói rồi. Ôi Nam Phương kem khói ơi. Bán kem khói à? Ừ. Kem khói mà chưa ăn bao giờ mấy em nhỉ? Ok đại nha. Mẹ do mẹ bận hả? Giờ mẹ đấy em ít thôi anh đấy. Giờ mẹ bận em. Em ăn rồi, ừ anh chưa ăn kem khói bao giờ. We gave them more than that. Who are all these people? Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid? We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the Rooks. You are not starting a gang called the Rooks. I believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force. Em bận chơi game mà ơ gà. Nghe cái lý do là giận hết sức. Next up. Urchins. 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 Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip that one. Thông minh chính là cô bé này. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders. Đúng rồi, em bận phụ ba mẹ hay gì? Em bận chơi game. Buồn thật sự. Ok. Là gì đây? Để mở bản đồ. À. Khu này là có từng khu đó hả em? Từng khu nữa. What's the plan then? Almighty plan. Là có thể lại lại mấy khu mày giải quyết đâu.
mỗi khu có level khác nhau à? Ok. Giờ là lại đây là sửa mẹ trước đúng không? F1 âm mưu của Pam hoạt động đánh chiếm. Ok. À, có thể chuyển đổi giữa hai thằng này với nhau. Hello Thủy, mà em có like không? Anh có like mà, ngày nào em cũng like. Giỡn thôi, em bận nuôi xe độ à, ghê vậy. Thắng hay thua à? Anh dai được chưa? Được cái gì nhờ? Em mua cái gì nữa vậy? Em mua gì nữa vậy cây? À, thằng nhóc nhỏ này, mày lớn tuổi rồi, mày lên nóc nhà mày ngồi mày vãi à. Tao báo mày, tao mép mẹ mày à. Em treo bia ăn ok quả nha. Anh em, mà bạn coi mà chưa follow cho mình xin follow nha anh em. Có mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nhiều. 01 à? 01 là cái gì vậy? Khẩu trang hả? Ok em. Cấp độ 2. Em bé vô chờ giảm giá hết cỡ 117k à. 117k vậy là em mua. I don't see Mr. Abelard. Well, vi ship hình như là bị bữa giá rồi. À là mấy giờ? Buổi sáng 9:30, buổi tối 9:30 luôn. Em vô dắt với chị Bo à? Đại gia đó rồi. Trên TikTok Lab thì xem võ hàng kiểu gì nhở? Chịu. Chịu Rọc Ngọc Gamer ơi. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. Em gửi anh, gửi em mau cái. Cái gì đây? Em coi ơi. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me quietly. Ủa? As quiet as an old lady. Nó không hiện á. Nó không hiện. Sao kỳ vậy ta? Để anh có gì anh để em kiểm tra lại ra Long ơi. Có gì em kiểm tra lại nha. Em cũng không biết nữa. Em nói anh mới biết. Hello B giang hồ. Anh lại đến mấy giờ? Anh lại đến tầm 11:30, gần 12 giờ. Khoan em mà, em làm cái này cái. Anh mày đôi gì đây em? Bố láo. Không biết mặt tròn. Hớp Manican à. Manican cầm chéo à. Cảm ơn cô Paru đã follow mình nha. Leo lên chỗ cao hơn, dầm lại. À đây rồi. À Assassin's Creed nha em. À cảm ơn Long nhiều.
Cảm ơn Long nha, cảm ơn em đôi mét 12k với lại một cái 20k đó nha. Anh cảm ơn em. Ủa lão, ủa lão. Mua đi canh Hàn Quốc à? Em cũng không gầm về mấy cái tiểu tóc nữa em ơi. Búa lão, búa lão, búa lão. Chơi không? Chơi không? Gì đây? Stop lại. Chạy hả mày, chạy hả mày, chạy hả? Bố lão. Hello anh Tuấn. Cảm ơn anh trai. Hello anh. Cảm ơn anh Tuấn nhiều. Anh Tuấn hôm nay không đi câu rồi, anh Tuấn đi đâu nhờ? Giờ đi đâu nữa? Vác thằng này đi đâu? Giờ vác thằng này đi đâu nhờ? Đại gia vô à? Chạy 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 chạy. Dao. À. Anh em mà không mua bàn phím, chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn Long nha, cảm ơn Long nha, Long ơi. Dạ. Dám đánh tao. Chuột lỗi được chưa? Vậy được rồi. Cảm ơn em nhiều. Nó bình thường với lại chưa anh à? Thôi mẹ em kiểm tra lại coi. Từ. Ok á, nó hiện bên đây rồi. Không mở bên này mà. À, hình ảnh hiển thị màn hình không quyền đi. Đây rồi. Hình như là được rồi đó Long ơi. Trở về. Đã mua hai cái mới lạ. Cảm ơn em nha. Ok anh Tuấn thích thì em chịu ơi. Cảm ơn Tuấn nhiều. Ủa? Bỏ mày vô đây. Thả lên xe. Leo lên xe rồi chạy đi. Mày
Quéo. Keep moving. Ok. Có nhiệm vụ phá hoại nữa chứ. Vãi à. Có nhiệm vụ. Ok à. Tiếp tục. Tới em không coi được anh à, sao vậy? Sao lại không coi được? Ok anh tới nha. Ok. Cái gì nhỉ? Hỗn hợp. Giành lại mình được một nhiệm vụ rồi. Mai đi học rồi hả? Ok em. Gà này em bỏ gà. Sao thế? Ây da. Anh em mà không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏi hàng ủng hộ anh nha. Anh cảm ơn nhiều. Cảm ơn cây nhiều. Anh cảm ơn em. Em cảm ơn em nha. Em nhận like kìa, ừ em nhận có like mà. À da. Rồi luôn. VFB hết 200k. Tóm lấy tên cướp. Mày dám cướp hả? Cảm ơn cây nhiều, anh cảm ơn em. Hút này bên trái.
No Bobby's in sight. Good. Distribute the dynamite then, and carefully. Very good, sir. Đâu khi cho mèo. Nhíu bằng thùng thuốc nổ à. À, ở dưới này, dưới này. Ủa cái mày sao thấy mình nhờ? Để dâu ơi, không sao đâu em. À dạ. Ủa, em làm gì mà bị ăn vi phạm? Tại chữ lộn đúng không? Tại chữ nhau cái gì? À dạ, à dạ, à dạ. Không cho gác ôm gác kiểu à, tại vì em chửi nhiều quá có gì vi phạm cộng đồng cái gì đúng không? Em chửi lộn nhiều quá vậy bị vi phạm cộng đồng cái gì đúng không? Anh em nào không mua bàn phím chuột tai nghe đồ ăn giặt thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nha, cảm ơn em nhiều. Hồi máu của em ơi, hết máu rồi. Mới tạo về khoản mới à. Bị phát hiện rồi. Khi bị em treo dài tường là ok em. Đấy là hồi máu của em à. Ok. Chà trộn đám đông. Ok em. Nhà chỗ đám đông, nhà chỗ đám đông. Nhầm ba nuôi à. Ra coi ông già. Trốn 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 trốn. Kệ Duy ơi, anh tí nữa em cũng ợp tới nơi rồi. Không sao em ơi. Không sao em à. Ah!
mà hôm qua em có người yêu à. Rồi mày không có nào. Anh vừa mới thấy có anh có bị qua mắt không? Anh vừa mới thấy 300k đúng không em? Long ơi, Long ơi, đôi mép bằng gì vậy? Đôi mép bằng cái em đôi mép bằng cái Play or Blue ấy em. Em có vẽ được link ở trong biểu sử ấy. Long ơi, em còn đó không Long ơi? Em cảm ơn Long nhiều. Trời ơi là trời, thằng em của anh. Cảm ơn Long nhiều nha. Thì ra là anh tưởng nhìn nhầm, thì ra là không phải anh em à. Anh đây, anh đây. Thứ Nhi bỏ em rồi à, bởi vậy cuộc đời mà mấy em út của tôi đã bỏ tôi hết rồi, qua anh giờ có rồi. Ủa giờ đi đâu ta? Tiêu diệt mục tiêu bằng một thùng thuốc nổ. Thuốc nổ đâu? Châm lửa. Thế gì đang bên anh Nhật đúng không? Kệ đi em ơi, tí anh qua. Đang hóng à, hóng cái gì đây dâu ơi. Châm lửa ở đâu nhờ? Mấy kêu mà châm lửa ở đâu vậy em? Hóng đôi mét như nào mà? Còn tặng anh Nhật 5 chữ GG à. Ở trong tiểu sử á dâu ơi, anh để đường link ở trong tiểu sử top top ấy. Em vô tiểu sử top top là em sẽ thấy một cái đường link, em bấm vô nó là anh để đầy đủ trong đó hết luôn ấy, hiện lên màn hình này kia luôn. Tại nhiều khi anh em ít biết nên anh em không biết ấy. Tại kênh anh ít người xem mà. Ủa bơm đâu ta? À, không thể bắn được đúng không? Không, mày không bắn được à? Không, mày bị khóa rồi. Không, mày làm sao nhờ? Hay là phải đi lên trên? Anh mày đâu ơi? Sao thế? You've got no chance here!
You're dead! You're wasting my time! Anh định chơi mấy bản hả? Anh chơi định chơi 4 bản lần. Mà anh chỉ chơi mấy bản thuộc về đồ họa đẹp thôi. Anh không nhớ tên hết đâu, là sẽ có bản Valhalla này với bản này. Anh nhớ em với Huyền không à? Chỉ có tụi em quên anh thôi. Chứ anh thì không có quên tụi em đâu. Chỉ có tụi em quên anh thôi. Valhalla với là bản này nè, với hai bản kia đó không nhớ tên. Em quên anh mà em mua hai đơn hàng à. Ủa, quên là một chuyện khác, còn mua hàng là một chuyện khác chứ. Rời khỏi khu vực. Nhiều khi em đi xem kênh khác em lại quên anh thì sao? Còn mua hàng là lâu lâu em vô em cảm thấy là lâu quá không mua ủng hộ anh, em ủng hộ anh. Đúng không? Anh kem bán đồ luôn chứ sao, anh bán đồ ấy. Có mua gì ủng hộ anh nha. Có mua bàn phím, chuột tai nghe với lại bánh tráng trộn đồ ủng hộ anh nha. Trở lại. Mua đồ là anh ăn được một nửa không? Không em ơi, dâu anh chỉ một món anh chỉ thưởng hoa hồng tầm 5-10k thôi. Nếu mà anh em nào muốn anh nhận đủ á thì anh em đôi mép bằng player đua này, weekend này, mấy cái đó là anh mới nhận đủ. Còn mua đồ là anh chỉ nhận được khoảng 50k trên một món thôi. À, đi qua đây tại anh chỉ làm tiếp thì liên kết đấy. Anh em cũng biết tiếp thị liên kết rồi đúng không? Mê và lóc vui này lâu lắm rồi không vô coi anh này. Anh Tuấn ơi, nên đợi cách đôi mét không nhỉ? Được ấy, khuyên anh Tuấn đi. Tại vì anh em đôi mét bằng cái kia là mấy anh top ăn khoảng 70% rồi, 80% rồi. Anh cũng không khuyến khích mà tặng bông trên này nữa. Tặng bông trên này là 200 xu. À dâu ơi, 200 xu là em nạp khoảng bao nhiêu? Tại anh đích anh đôi mét là có mấy chục xu à, anh không biết. 200 xu là anh em nạp tầm bao nhiêu nhỉ? Cảm ơn cây nhiều, hơn 80k à. Nhưng anh nhận lại chỉ có 20k thôi. 80k là anh chỉ nhận lại được 20k thôi. Cho 85 đấy, mà anh chỉ nhận được khoảng tầm 22 thôi. Là 1 đô ấy.
Ô gương, ừ cây, cảm ơn cây gửi gương cho anh nha, cảm ơn em nhiều. 798 là được 210. 200 xu thì anh đổi được 1 đô á, 1 đô tùy theo ngày. Một đô là tầm 20 mấy ngàn á em. Tùy theo ngày. Ngày nào đô cao thì em nhận được nhiều một tí. Em tặng gương chơi à, cảm ơn em. Ok dâu nha. Rồi mấy lần rồi vẫn quên nè. Em đi ghi chú lại dâu. Em ghi chú lại đi. Anh cũng hay quên lắm, mỗi lần cứ muốn nạp cái gì là cứ đi đổi mật khẩu lại thôi. Anh phải ghi chú lại mới được. Anh còn ghi chú lại không ấy chứ. Em ghi chú mét mà em quên luôn bát Facebook rồi. Ờ gà. Phải à, đúng là em. Em ghi chú ở trong cái ghi chú của điện thoại ấy, em đừng có ghi chú ở trên mấy cái phần kia. Hoặc là em chụp màn hình lại. Hoặc là em chụp màn hình lại luôn. Anh còn chơi vậy không à? Tặng xong nghèo luôn à. Thôi anh cảm ơn cây nhiều nha. Cảm ơn em. Cảm ơn cây nhiều. Must be one of the clinkers. Anh cũng bảo cá mà em. Anh cũng bảo cá vàng mà. Cảm ơn đo nhiều, cảm ơn em. Nhận gương kìa em ơi. Nhận gương. Cảm ơn em vào lóc nha, cảm ơn em. Thằng ba cái lò à, cảm ơn em nhiều. Tại mấy hôm nay anh thấy anh Tuấn nạp cũng hơi nhiều ấy. Anh Tuấn đâu rồi ta? Tới đi ngủ quá gì rồi? Hết chưa rồi? Tại anh biết anh em thương anh, mới donate cho anh chứ. Nhưng mà mấy anh top mấy anh đang lấy hết 70% rồi, anh cũng hơi tiếc ấy. Must be one of the clinkers. Good place to start. Vậy đi đây à, ok em. Chúng ta không thuộc về nhau. Đến với nhau về tình nghĩa mà có gương rồi em mới, có gương rồi em mới tìm anh là sao? Vậy là chúng ta đâu có thuộc về nhau. Ok, bay vào lóc nha, bye bye em. Anh chấp nhận cái bạn phở bò em đi nhờ. Em tên gì đấy? Em tên gì đấy?
khai à? À ok ok ok, em thấy rồi. Ok, em đi thẳng pin đi. Ok, bye bye em. Giảm đi, báo vô thăm anh nha. You seem to want my employer's attention, Mr. Fry. Oh, I positively crave it. Nếu anh không chấp nhận thì em làm gì anh? Hả? Em định làm gì anh? Có hai tài khoản nữa hả? Tính ra mình đông người hết nhờ. Cùng một avatar, ok em. Bây giờ, làm gì nữa ta? Tuyển mộ. Tuyển mộ hôm nay được hả? You fancy some fun? À, có thể tuyển mộ hôm nay được. Join me. Bad rubbish. Not looking so tough now, are ya? Đúng rồi, anh tấn nạp chu hơi nhiều ấy. Mà anh nhận không được bao nhiêu cả. Bây giờ mấy tiếng đó mới khuyên anh Tuấn là thôi vậy anh Tuấn chơi mấy cái kia đi. Em biết anh Tuấn thương anh mà. Ở vậy anh mấy khi anh khuyên anh Tuấn đó chứ. À, đổi nền tảng khác để mình đôi mét thôi. Mình dọn chỗ này nữa rồi mình ợp với anh em. Bên đây. Hồi nãy có vô biểu sử chưa? Thấy chưa? Không có để trong đó ấy, đầy đủ trong đó luôn. Có gì vô nói với anh Tuấn vậy ấy. Không xuống. Đây rồi. Anh em ăn tối, ủa ăn chưa? Anh dẹp chỗ này rồi, anh ợp mũi này nè. Tối mình chơi em khác. À, dành lại chỗ này. Cảm ơn cây nhiều, em cảm ơn em. Không phải làm gì ta. Mua đầy hết. À, dao ném. Bản đồ kho báu à, vậy ghê vậy. Anh Tính bị ngủ quá giờ. Đứa trẻ. À, giúp ông già mình tìm ai á.
có mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em nhiều. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it up. Anh Nhật có đang like không dâu? Anh Nhật có đang like không dâu? Chuông báo động mà. Nhiếp tại quản đốc. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống. Old hand. Odd fellow, that one. Giải cứu. Look sharp. You saved us. There's a fine wire. Đôi khi đâu nữa ta. Cái phía này ở phía sau thì phải. Hello 21 phép, hello em. Đây rồi, đây rồi. Dạ 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 dạ. You'll be singing a different tune when it's on through with you. Dạ 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 chạy 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 hồi máu cái. Em mà hơi muộn rồi, ok em. Anh chuẩn bị ọp rồi. Em qua cái nhiệm vụ này là anh mồm. Billy hồi máu game em à. Đôi khi đâu rồi. Cứu kia anh em à. Giải cứu, giải cứu, giải cứu. Không mua bàn phím chuột tay nghe thì bấm vô giỏ hàng ủng hộ anh một đơn nha. Anh cảm ơn nhiều. Mới xét gì? Mới xét gì cây? Mới xét hẹn hò ai?
90 trẻ. Không nuôi hả? Khó luôn hả? Ủa lão. Ok. Từ ba con thành người yêu à. Rồi nhiệm vụ giải cứu xong. Thôi mình chuẩn bị ợp anh em ơi. Hello thanh ba gấu nha. Assassin's Creed nha em. Ngày mai mình lại tiếp tục game này nha anh em. Hôm nay hơi bị gối một tí. Ừ tới giờ anh ợp rồi. Bình thường là 9 giờ gửi em like. Hôm nay giờ này là hơi bị trễ rồi đó. Có gì ngày mai xem nha. Hunter ơi, em muốn coi lại không? Em có muốn coi lại không? Coi lại, quay đi coi. Em mới thức à? Em muốn coi lại thì qua bên bên IT coi nha. À, hay là em vô kênh của anh này, em bấm vô thẳng kênh của anh luôn. Là sẽ có cái biểu tượng IT ấy. Ở bên chỗ follow ấy, em thấy không? Anh sẽ đăng lại bên đó. Em qua bên đó coi nhé. Thôi hôm nay mình ở bên đây anh em à. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ.